Chào mừng thầy và các bạn đã đến với phần thuyết trình của nhóm 1. Hôm nay, mời mọi người cùng với chúng mình bước lên chuyến tàu năm nào và để tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam đưa ta về cảnh phố huyện Cẩm Giàng ngày xưa. Mà cụ thể hơn, nhóm mình sẽ phân tích cảnh chờ đoàn tàu trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Trước tiên, mọi người hãy cùng với chúng mình điểm sơ qua một số mục tiêu cần đạt sau bài thuyết trình này. Mục tiêu thứ nhất, ta phân tích được tâm trạng, tâm thế chờ tàu của nhân vật Liên và An. Thứ hai, phân tích được thái độ của Thạch Lam đối với người dân phố huyện và ý nghĩa của đoàn tàu. Và cuối cùng là ta phân tích được dụng ý nghệ thuật và rút ra thông điệp từ tác phẩm. Ở đây, bọn mình có thể tóm lại một số nội dung sẽ được bọn mình phân tích trong phần thuyết trình này. Thứ nhất là tác giả, thứ hai là tác phẩm, thứ ba là cảnh chờ đoàn tàu, thứ tư là phần tiểu kết và cuối cùng là phần đặt câu hỏi. Ta đến với phần đầu tiên, đó là phần tác giả, tác phẩm. Tác giả Thạch Lam, tên khai sinh là Nguyễn Tường Vinh, bút danh của ông là Việt Sinh. Năm 15 tuổi, ông đổi thành Nguyễn Tường Lân. Thạch Lam là em ruột của Nhất Linh và Hoàng Đạo. Đặc biệt, cả ba người đều là thành viên chủ chốt của nhóm tự lực văn đoàn. Thạch Lam là người trầm tĩnh và kín đáo. Con người ấy thiên về đời sống nội tâm, không thích sự ồn ào. Ông ít khi phản ứng một cách bồng bột, mạnh mẽ. Ở trong từng cử chỉ, từng hành động, dù là nhỏ thôi, nhưng ông đều cẩn trọng và chân thành. Ta thấy được rằng, dường như ông đặt vào đấy rất nhiều suy nghĩ và cả thái độ nâng niu. Con người tự lực văn đoàn ấy sinh ra và mất đi ở Hà Nội. Thuở ấu thơ, ông sống với gia đình tại quê ngoại, gắn bó với mảnh đất nơi phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Nói đến sự nghiệp văn học, ta nói đến phong cách. Phong cách của Thạch Lam là viết về cuộc sống con người, hướng tới hiện thực đời sống. Chuyện của ông không có cốt truyện, nhưng lại khắc họa rất rõ cảm xúc nhân vật. Lời văn ông đầm thắm và giàu chất thơ, thường khai thác thế giới nội tâm của nhân vật. Đối với quan điểm sáng tác, ông đề cao cuộc sống bên trong dồi dào sâu sắc của nhà văn. Đồng thời, ông cũng yêu cầu tôn trọng sự thật của đời sống. Như Thế Lữ từng viết rằng, không có một sáng tác nào của Thạch Lam mà không có rất nhiều Thạch Lam trong đó. Thạch Lam chỉ viết ra những gì mình từng thấy, từng cảm và hết sức coi trọng sự thành thật trong sáng tác văn chương. Thạch Lam quan niệm rằng, đối với tôi, văn chương không phải là cách mang đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên. Trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có thể vừa tố cáo, vừa thay đổi cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người trong sạch và phong phú hơn. Người ta nói, ông là nhà văn của tầng lớp bình dân nghèo khổ, bất hạnh. Bởi ông dành tấm lòng ưu ái, xót thương cho tầng lớp bình dân trong xã hội. Thế giới nhân vật của Thạch Lam phần lớn là những con người ở địa vị thấp bé, có cuộc sống nghèo khổ, vất vả. Thường là ở trong nhịp sống đơn điệu và nhàm tẻ. Ví dụ như những con người, những người công chức nhỏ, những người buôn bán vặt vãnh, những phu xe, những người làm thuê đi ở vân vân. Nhìn chung, truyện ngắn Thạch Lam không chứa nhiều sự kiện, xung đột gay cấn, không có các ngã rẽ đột ngột hay bất ngờ ở trên dòng cốt truyện. Mỗi chuyện của ông thường nảy sinh, phát triển từ một tình huống nhẹ nhàng, mạch truyện thì ít căng. Mỗi chuyện của Thạch Lam thường hấp dẫn người đọc bằng thế giới nội tâm nhân vật với chất liệu của cuộc sống. Với đời văn chưa đầy 10 năm, Thạch Lam đã để lại một khối lượng tác phẩm khá khiêm tốn. Trên đây là những tác phẩm tiêu biểu mà ông để lại, như ba tập truyện ngắn Gió đầu mùa, Nắng trong vườn, Sợi tóc, hay tiểu thuyết Ngày mới, hay là tạp ký Hà Nội 36 phố phường, vân vân. Tiếp theo ta đến với phần tác phẩm. Tác phẩm Hai đứa trẻ được in trong tập Nắng trong vườn năm 1938, là một trong những truyện ngắn đặc sắc của Thạch Lam. Tác phẩm này được gửi lên từ những câu chuyện đời thực ở nơi phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, mà đây cũng chính là quê ngoại của Thạch Lam. Ta chia bố cục của tác phẩm thành 3 phần. Phần đầu, phần thứ nhất là từ đầu cho đến cười khanh khách,
miêu tả cảnh phố huyện lúc chiều xuống. Phần thứ hai là từng tiếp đến, cho tới cảm giác mơ hồ không hiểu nổi, miêu tả cảnh phố huyện khi về đêm. Và phần cuối cùng là phần còn lại, tả cảnh chuyến tàu đêm đi qua phố huyện. Trước khi bước vào phân tích cảnh chờ tàu, chúng mình có thể thống lại một số nội dung chính như sau. Cảnh chờ đoàn tàu sẽ được phân tích thành 3 nội dung: trước khi tàu đến, khi tàu đến và sau khi tàu đi. Ở phần trước khi tàu đến, ta có 3 ý chính: cảnh chờ tàu của người dân phố huyện, đặc tả sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối trong bức tranh phố huyện, và ý nghĩa của đoàn tàu đối với người dân nơi đây và với chị em Liên. Ở phần khi tàu đến, ta có 2 nội dung chính: hình ảnh đoàn tàu xuất hiện và nhận xét về trái tim nhân đạo của Thạch Lam qua những chi tiết đắt giá. Cuối cùng là phần sau khi tàu đi, ta nắm được 2 nội dung: chị em Liên tiếp tục sống quẩn quanh với cái vòng lặp bất tận của việc mưu sinh, và con tàu để lại sự mơ hồ, tàn ẩn, những khát vọng trong cuộc sống thường ngày. Tiếp sau đây, mời mọi người cùng hướng mắt đến phần phân tích cảnh chờ đoàn tàu của nhóm mình. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bối cảnh trước khi đoàn tàu đến. Mở ra cho chúng ta là không gian được bao trùm bởi bóng tối, không khí quẩn quanh, tù động, là hình ảnh những con người bước ra từ trong màn đêm tối. Ta có thể thấy gia đình bác Sẫm vây tròn trên manh chiếu rách, thể hiện cho cuộc sống lầm lũi, đáng thương. Hay hai đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng chúng đã phải lăn lộn mưu sinh. Chúng phải thức đến đêm để chờ toàn đầu xuống, để mong mỏi bán thêm được hàng. Hai đứa trẻ tha thiết mong ngóng đợi đoàn tàu, chúng buồn ngủ đến ríu cả mắt. An dù buồn ngủ vẫn cố dặn chị Liên: tàu đến, chị đánh thức em dậy nhé. Thẳm sâu trong câu nói ấy là sự chối bỏ thực tại của hai đứa trẻ. Từ đây, ta thấy được đây chính là sự chờ đợi đến tội nghiệp, thể hiện sự thèm sống, khát vọng thoát khỏi cảnh nghèo túng, cuộc sống chật vật của hiện tại. Điều đặc sắc nhất là cách Thạch Lam thể hiện sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng. Ánh sáng được Thạch Lam miêu tả thông qua quần sáng thân mật nơi gian hàng chị Tí, chấm lửa nhỏ lơ lửng của gánh phở bác Siêu, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phê nứa. Thạch Lam đã dùng ánh sáng để miêu tả bóng tối. Ánh sáng càng nhỏ nhoi, mong manh thì bóng tối càng bao trùm và dày đặc. Bóng tối đang bao trùm lên thiên nhiên và còn bao phủ lên cuộc sống nơi phố huyện, thể hiện cuộc sống nghèo khó, lầm lũi, quẩn quanh, mờ mịt, không có tương lai, không có lối thoát của những con người nơi đây. Đó là cái nền để Thạch Lam khắc họa thấm thía tâm trạng chờ tàu của hai đứa trẻ. Ở đoạn này, chúng ta sẽ cùng nhau lý giải vì sao người dân phố huyện lại chờ tàu, vì sao hai đứa trẻ lại tha thiết mong ngóng đoàn tàu đến như vậy. Đối với người dân phố huyện nghèo, đoàn tàu chính là hoạt động sống cuối cùng trong ngày của họ. Các hoạt động sinh hoạt của phố huyện chỉ thực sự chấm dứt khi đoàn tàu đi qua. Thứ hai, hình ảnh đoàn tàu mang đến niềm vui trong thoáng chốc cho các phố huyện nghèo với cuộc sống nhàm chán chẳng có gì thay đổi. Vậy, đoàn tàu chính là niềm vui hiếm hoi duy nhất trong ngày của họ. Còn đối với chị em Liên, chúng đều là những đứa trẻ, nên chuyến tàu như một món đồ chơi mà hai đứa trẻ mong ngóng cả một ngày dài để được hòa vào không khí rực rỡ ánh sáng và rộn ràng âm thanh ấy. Đoàn tàu còn là hình ảnh của một thế giới khác, một thế giới có sức sống mạnh mẽ, rực rỡ ánh sáng, đối lập với cuộc sống mòn mỏi, nghèo nàn ở hiện tại. Từ đây ta thấy được khát vọng thoát khỏi cảnh tù động của hai đứa trẻ. Chúng mong muốn vươn tới một cuộc sống đáng sống hơn, tươi sáng hơn cho tương lai của chúng. Đồng thời, đoàn tàu cũng là hình ảnh của Hà Nội. Vì đoàn tàu đến từ Hà Nội là nơi chất chứa ký ức tuổi thơ êm đềm của hai đứa trẻ. Từ đây tôi rút ra nhận xét, tâm thế chờ tàu của người dân phố huyện có phần thuần về vật chất, đối lập với tâm thế chờ tàu của hai chị em Liên. Hai đứa trẻ chờ tàu không phải vì mong muốn bán thêm được hàng, mà vì để thỏa niềm vui con trẻ.
Chúng mong muốn được sống trong sự hoài niệm về một quá khứ êm đềm đã đi qua. Hơn hết, chúng muốn thoát khỏi hiện thực và được đắm chìm vào thế giới đầy sức sống kia. Khi đoàn tàu đến, ở đoạn này, bằng tâm hồn nhạy cảm và tình yêu mến chân thành, Thạch Lam đã dành cả tâm huyết của mình để miêu tả một cách sinh động hình ảnh chuyến tàu. Ở đoạn này, chúng ta cần lưu ý, đoàn tàu chính là hình ảnh đối lập hoàn toàn với phố huyện. Ta sẽ cùng nhau giải thích vì sao nhé. Khi đoàn tàu từ xa đã được báo hiệu bởi sự xuất hiện của người gác ghi với ngọn lửa xanh biếc sát mặt đất như ma chơi, tiếng còi tàu từ xa vọng lại, kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi. Khi đoàn tàu đến, âm thanh báo hiệu là tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi, là thứ âm thanh đối lập hoàn toàn với âm thanh tĩnh mịch, tĩnh lặng nơi phố huyện. Ở đoạn này, Thạch Lam cũng tập trung miêu tả ánh sáng. Ánh sáng của đoàn tàu thì rực rỡ, bừng sáng trưng, những toa hạng trên sang trọng, lố nhố những người đồng và kềnh lấp lánh và các cửa kính sáng. Đây là thứ ánh sáng rực rỡ khác thường, đối lập với ánh sáng yếu ớt, xuất phát từ phố huyện, được miêu tả thông qua bởi những từ ngữ như khe sáng, vệt sáng, quần sáng, chấm sáng, hộp sáng. Vì vậy, càng tô đậm bóng tối đang bao trùm lên phố huyện nghèo. Cuộc sống của những con người trên tàu là một cuộc sống hạnh phúc, sung túc và nó là một miền sống khác hẳn với những con người đang sống ở bên ngoài toa tàu. Đây là sự đối lập giữa thực tại và quá khứ, giữa hiện tại và ước mơ. Hình ảnh đoàn tàu đêm đến từ Hà Nội được Thạch Lam miêu tả theo trình tự từ xa đến gần, từ gần đến xa bằng nhiều giác quan, nhiều sắc thái cảm giác, sắc thái tình cảm, bằng cả hồi ức và thực tại. Từ đây ta rút ra nhận xét, âm thanh và ánh sáng từ ô kính của đoàn tàu đã phá tan màn đêm u ám rợn ngợp của phố huyện. Thứ ánh sáng ấy là ánh sáng của hy vọng đổi mới, của một niềm đợi trông về điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống của cô bé Liên. Đoàn tàu mang ước mơ, ánh sáng, sự đợi trông và tương lai của những kiếp người tàn tạ, nghèo nàn, lầm lũi nơi phố huyện nghèo này. Đây là những chi tiết thể hiện tinh thần nhân đạo trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Nguyễn Tuân từng nhận xét rằng, xúc cảm của nhà văn Thạch Lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ở tầng lớp dân nghèo. Thạch Lam là một nhà văn quý mến cuộc sống, trân trọng trước sự sống của mọi người xung quanh. Chính trái tim nhân đạo sâu sắc của Thạch Lam đã gửi đến chúng ta một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, đó chính là chừng nào con người còn biết ước mơ là chừng đó con người ta còn ham muốn một cuộc đời ý nghĩa hơn. Tác phẩm đã gửi đến người đọc một yêu cầu rất rối của thực tại là chúng ta cần phải cải tạo thế giới này. Làm sao để không còn những hình ảnh những đứa trẻ như hai chị em Liên mòn mỏi dần đi trong cái miền đời tịch mịch và đầy bóng tối, không còn những con người lầm lũi trong những ao đời phẳng lặng. Khi tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ rồi và mất dần trong bóng tối, lắng tai cũng không nghe thấy nữa, đó là lúc đoàn tàu đã đi qua. Đoàn tàu đi qua, màn đêm lại bao trùm lên không gian sống, nhìn lên những kiếp người tàn tạ nơi đây. Bóng tối một lần nữa quay trở lại, lại càng ám ảnh hơn nữa. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng. Con tàu đi qua, lóe sáng một cách chóng vánh, để lại hai đứa trẻ tội nghiệp đứng dõi theo trong màn đêm hiu quạnh. Lúc này ta thấy đoàn tàu như tia hồi quang để hai chị em Liên nhớ về quá khứ. Vì đoàn tàu đến từ Hà Nội, nó chạy đến từ một miền tuổi thơ đã mất. Nó là bé Liên hồi tưởng vào những ngày tháng hạnh phúc êm đềm, những ngày đi chơi ở bờ hồ, uống thứ nước lạnh xanh đỏ, là những ngày thầy Liên chưa mất việc. Cô bé Liên cứ đứng đó lặng theo mơ tưởng Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo. Lúc này ta thấy đoàn tàu là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Con tàu cứ tiến về phía trước, xa mãi rồi khuất sâu rặng tre, để lại hai đứa trẻ nhỏ bé đứng dõi theo, gửi vào con tàu bao nhiêu hy vọng, dẫu mong manh, mơ hồ. Ta cảm nhận được rằng âm hưởng kết thúc của tác phẩm xảy ra trong nội tâm của nhân vật, chứ không bộc phát thành hành động, vừa cho thấy được bút pháp truyện ngắn của Thạch Lam miêu tả nội tâm, vừa cho thấy được sự mơ hồ, tàn ẩn, những khát vọng trong cuộc sống hàng ngày. Tiếp theo là phần
tiểu kết. Sau khi đã tìm hiểu và phân tích cảnh chờ tàu, nhóm mình cũng rút ra một phần tiểu kết như sau. Thứ nhất là về nghệ thuật. Đây là truyện ngắn giàu chất thơ. Bởi vì kết cấu truyện ta thấy như cấu tứ một bài thơ trữ tình, gắn liền với sự vận động của cảnh là những biến đổi tinh tế của nội tâm nhân vật. Cảnh được miêu tả bình dị nhưng lại có sức gợi rất lớn, điển hình như không gian chiều và bầu trời đêm. Về nghệ thuật miêu tả cũng rất đặc sắc. Tác giả đã miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạng của nhân vật, sự tương ứng giữa ngoại cảnh và nội tâm. Đặc biệt hơn, ta có nghệ thuật miêu tả tương phản, sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, hình ảnh đoàn tàu, sự tương phản giữa thế giới khác và trạng thái không thay đổi ở nơi phố huyện. Thông qua cảnh chờ đoàn tàu, ta thấy được dường như sự thức tỉnh về cái tôi, khát khao cuộc sống sẽ thay đổi của nhân vật. Chính sự háo hức, mong chờ chuyến tàu của hai chị em khiến người đọc cảm nhận được nỗi niềm mong ngóng một điều gì đó tươi sáng hơn sẽ đến, xua tan đi cái bóng tối bao trùm lấy cuộc sống tẻ nhạt này. Thứ hai là về thông điệp. Thông điệp ở đây là giá trị nhân văn nhân bản, rằng con người phải sống cho ra sống, không ngừng khao khát và xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa. Những người đang phải sống một cuộc đời tối tăm, mòn mỏi, tù túng, thì xin hãy cố gắng vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiếp sau đây sẽ là phần liên hệ. Đến với phần liên hệ, để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về tác phẩm Hai đứa trẻ, nhóm chúng mình sẽ tiến hành liên hệ và so sánh một khía cạnh của Hai đứa trẻ với một tác phẩm khác, đó chính là tác phẩm Chữ người tử tù của tác giả Nguyễn Tuân. Và khía cạnh mà nhóm chúng mình muốn đề cập ở đây đó chính là về cái nghệ thuật tương phản được hai tác giả sử dụng. Về điểm giống nhau, hai nhà văn đều phát hiện và miêu tả cái sự đối lập giữa tính cách và hoàn cảnh nhân vật. Đó là hoàn cảnh sống của Liên, hoàn cảnh làm việc của Viên Quản Ngục, hoàn cảnh bị bắt giam của Huấn Cao và cái sự đối lập của ánh sáng và bóng tối. Chúng ta lưu ý, sự đối lập của ánh sáng và bóng tối ở đây đó là sự đối lập tiêu biểu và nổi bật trong cả hai tác phẩm. Chúng ta có thể hiểu nó theo nghĩa thực, đó chính là cái bóng tối của buồng giam, của cảnh phố huyện nghèo, đối lập với ánh sáng của bó đuốc, của đoàn tàu. Và theo nghĩa hàm ẩn, bóng tối đại diện cho sự âm u, tù túng, xấu xa. Đối lập với nó là ánh sáng của những điều tốt đẹp của một tương lai tươi sáng hơn. Tóm lại, những chi tiết đối lập được cả hai nhà văn sử dụng như một thủ pháp nghệ thuật độc đáo để xây dựng nên tình huống truyện. Chúng ta sẽ đến với cái sự khác nhau đầu tiên, đó là tuy mình nói ở trên, cả hai nhà văn đều xây dựng và miêu tả cái sự đối lập của ánh sáng và bóng tối, tính cách và hoàn cảnh nhân vật. Nhưng mỗi người đã có một cái cách miêu tả khác nhau. Thì với Nguyễn Tuân, ánh sáng và bóng tối nó vừa đối lập cho nhau. Hiểu rộng ra đây là cái thiện trong tâm hồn con người, nó đối lập với cái ác của hiện thực. Và nó cũng vừa bổ sung cho nhau. Chúng ta có thể thấy rõ hơn trong cảnh cho chữ. Ánh sáng của bó đuốc, của cái thiện, cái đẹp, nó đã lấn át hoàn toàn bóng tối nơi buồng giam. Còn về tác phẩm Hai đứa trẻ, với Thạch Lam, bóng tối nó tượng trưng cho cuộc sống tù động, quẩn quanh nơi phố huyện nghèo và được sử dụng như phong nền chính của tác phẩm. Chúng ta thấy bóng tối trong Hai đứa trẻ nó vô cùng triệt để. Chúng ta có thể thấy thêm một điểm hay trong tác phẩm, đó chính là Thạch Lam không miêu tả một không gian tối đen như mực, tối chẳng nhìn được nhau, mà tác giả đã thêm vào đó một vài các đốm sáng nhỏ bé, mong manh, yếu ớt. Đó là cái ánh đèn của gian hàng chị Tí, của đèn sạp hàng chị em Liên, của ánh sáng trăng sao và đom đóm vân vân. Những cái ánh sáng này nó được chấm phá thêm vào bức tranh, không phải cho khung cảnh thêm sáng, thêm hy vọng, mà ngược lại nó càng làm cho bóng tối nơi phố huyện thêm dày đặc, thêm đáng sợ và mênh mông hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với sự khác nhau trong việc xây dựng mối quan hệ tương phản của tính cách và hoàn cảnh nhân vật. Trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, đó là một chiến thắng tuyệt đối và mang đậm phong cách nhà văn. Tính cách con người trong tác phẩm nó đã chiến thắng hoàn toàn
trước hoàn cảnh thực tại. Cụ thể về nhân vật Quyên Quẻ Ngục, nhân vật này dù sống trong hoàn cảnh đen tối, nhơ nhuốc nhưng vẫn giữ được tình yêu bất diệt đối với cái đẹp và thiên lương cao cả. Còn về nhân vật Quấn Cao, dù lúc bấy giờ ông là một tên tử tù bị gông cùm xiềng xích của chế độ cai trị ghìm chặt thân xác, nhưng hỏi làm sao họ có thể giam lấy được tinh thần bất khuất hiên ngang của ông. Đó là biểu hiện của một nhân cách lớn, dù sắp đối diện với cái chết nhưng vẫn bộc lộ được tài năng và tấm lòng đáng quý của mình. Ngược còn ở tác phẩm Hai Đứa Trẻ, chúng ta thấy hoàn cảnh nó đã có sự tác động ở mức độ nhất định đến tính cách nhân vật, mà cụ thể ở đây đó là tính cách của nhân vật Liên. Cuộc sống nghèo khó buồn tẻ đã thấm vào tâm hồn Liên. Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến Liên phải già trước tuổi. Liên phải tháo vát việc nhà khi vẫn còn quá nhỏ. Ở cái tuổi ấy, đáng ra mỗi sáng Liên phải được đến trường, vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa, vui chơi vô ưu vô phiền. Đáng ra cô bé phải được sum vầy bên gia đình trong bữa cơm lam chiều ấm cúng, tối thì chui rút vào lòng mẹ đánh một giấc ngủ say nồng, mà không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, phải sống trong cái cảnh bữa đói bữa no như bây giờ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần lý giải sự khác biệt này. Chúng ta biết Nguyễn Tuân là một người tài hoa uyên bác, nên cảm hứng sáng tác chính của ông có bắt nguồn từ cái đẹp lớn lao, cái cao cả, cái của một nhân cách lớn. Bởi vậy ta thấy được rằng thủ pháp xây dựng truyện ngắn dựa trên sự đối lập hoàn toàn giữa ánh sáng và bóng tối, tính cách và hoàn cảnh nhân vật cũng có sự chuyển biến đột ngột, bất ngờ. Còn về Thạch Lam, ông là một người giản dị, điềm đạm, không thích sự phô trương phe mẽ, và cũng do vậy nên ông chỉ chú ý đến những cái bình thường, đơn giản. Vì thế, tính cách, hoàn cảnh của nhân vật, ánh sáng và bóng tối trong tác phẩm không có sự chuyển biến đột ngột, bất ngờ. Kết luận lại, cả hai tác phẩm truyện ngắn đều mang một màu sắc lãng mạn, nhưng về mức độ thì ta thấy chữ người tử tù của Nguyễn Tuân như một án văn mẫu mực cho kiểu sáng tác lãng mạn, còn Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam, tác phẩm có sự pha trộn của hai trường phái, đó là trường phái hiện thực và lãng mạn. Nhưng chung quy lại, cả hai đều đem đến cho ta những cảm nhận rất tinh tế và rõ ràng về hiện thực xã hội lúc bấy giờ. Và thế là chuyến tàu đưa ta về phố huyện Cẩm Giàng ngày xưa đã đến chặng cuối cùng. Nhóm chúng mình xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại mọi người trong các sản phẩm tiếp theo của nhóm. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Xin trân trọng kính chào.